nhận 7 cú tát từ Liverpool, mộng ăn 4 của Man United tan nát. Giữa lúc đang tràn trề cơ hội giành cú ăn 4, Manchester United đã phải nhận 7 cái tát từ Liverpool, đội bóng cũng từng suýt ăn 4 ở mùa giải trước. Có một thực tế, nếu như Liverpool thắng hòa thì MU sẽ lụi bại và ngược lại. Hai đội bóng này dường như chưa bao giờ cùng song hành thắng hòa hay sa sút với nhau. Ở mùa giải này, Liverpool bỗng sa sút không phanh và hoàn toàn mất đi hình ảnh của một siêu cường như ở mùa trước. Họ đã bị loại tại cả hai giải cúp quốc nội, cách xa top 4 ngoại hạng Anh và đứng trước nguy cơ bị loại tại Champions League sau khi thua 2 năm trước Real ở lượt đi vòng 1/8. Trong khi đó, Manchester United lại cực kỳ thăng hoa và là đội bóng duy nhất vẫn còn cơ hội ăn 4. Quỷ đỏ đã giành chức vô địch Carabao Cup vào vòng tứ kết FA Cup vòng 1/8 Europa League và đứng thứ 3 tại giải ngoại hạng Anh. Gặp nhau ở hoàn cảnh này, nhiều người cho rằng MU sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ để khẳng định cán cân quyền lực đang nghiêng về phía thành Manchester. Nhưng một bất ngờ lớn đã xảy ra, Liverpool đã giáng cho Man United tới 7 cú tát trời giáng và tiễn đội khách ra về trong tủ nhục. MU đã bị đối thủ không đội trời chung của mình đánh bại 7-0 tại Anfield khi Cody Gakpo, Darwin Núñez và Mohamed Salah mỗi người ghi 2 bàn, bàn còn lại do Roberto Firmino cuối trận để cứ thêm nhát dao vào nỗi đau của quỷ đỏ. Trận thua này khiến Manchester United gần như không còn cơ hội đua vô địch ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay khi họ đã thua đội đầu bảng Arsenal đến 14 điểm. Erik ten Hag đã nổi giận sau thất bại thảm hại của MU trước Liverpool. Ông nói rằng các cầu thủ của mình đã có màn trình diễn thiếu chuyên nghiệp và thiếu kỷ luật. Tôi thật sự thất vọng và tức giận. Chúng tôi đã khiến người hâm mộ thất vọng. Đúng ra, các cầu thủ phải gắn bó với nhau, hỗ trợ lẫn nhau và chiến đấu vì nhau. Chúng tôi đúng ra phải phòng thủ tốt nhưng đã không làm được điều đó, thật sự rất thiếu chuyên nghiệp. Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ trong thời gian qua, nhưng khi chơi ở một trận đấu thiếu chuyên nghiệp đã đánh mất tất cả. Tôi đã nói với các cầu thủ trong phòng thay đồ là điều này không thể chấp nhận được.